Mình sang chỗ âm ly ở đây. Âm ly ở đây chủ yếu là âm ly nghe nhạc nha mọi người nhá. Giá cực kỳ là phải chăng. Con âm ly Peeler này. Peeler rẻ lắm. Đấy, con này có hơn 2 triệu thôi. Hơn 2 triệu. Âm ly karaoke. Âm ly karaoke. Dùng về hát. Đĩa laser đúng không? Âm ly karaoke, con này chắc hôm nào mình sẽ ra mình mua. Nhà mình cũng đang cần một bộ âm ly hát. Ở nhà thì có nghe nhạc rồi. Hát thì chưa có. Này chỉnh âm đây. Âm của cái mic 1, mic 2 đây. Đấy. Con này nó có 20 kênh. Đến đây là 20 kênh. Con Peeler thì chất lượng. Đây là đầu CD. Đầu CD chắc mấy anh em Việt Nam giờ còn dùng gì nữa, đúng không? Bây giờ chúng ta dùng mạng hết này, CD, nhưng mà bên Nhật nó vẫn dùng CD rất là nhiều. Mình không hiểu bên Nhật nó ham CD thế. Đây thêm bên này. Mấy cái này là dành cho mấy anh em chơi nhạc, đám cưới các thứ. Có không ạ? Mấy cái thể loại loa siêu khủng với công suất cao rồi. Cho anh em xem công suất của nó nhé. 400. Đấy. 400W. Công suất này cực lớn. Anh em đám cưới hay karaoke đừng hỏi. Đúng không? Hát karaoke cực chất. Giá rất rẻ. Cực rẻ luôn. Tôi thề với anh em. Đây. Đây ví dụ con này chẳng hạn. Đấy. Cũng 400W. Quá rẻ luôn. Karaoke. Anh em thao hò hét. Đây. Một bộ 2010 à? Phải không nhỉ? Ừ. Đấy. 8 ôm 280W. Hát thì thôi rồi. Mấy cái trên này là mấy cái loa nhỏ nghe nhạc. Mấy cái loa nhỏ để nghe nhạc. Chất. Quá chất. Yamaha. Con này là tích hợp tất cả đầy đủ vào rồi. ESP 800. 5,5 cm. Tiếp tục sang đây. Thích không? Anh em nhìn không? Wow. Hai man hai. Con này Bluetooth nha mọi người nhé. Bluetooth 2018. Con Denon. Con này Onkyo này. Đây là toàn âm AV nhé. AV âm ly. Nói chung là này, bọc dưới bóng rồi, bên trong không một vết xước luôn nha mọi người nhé. Đây chẳng hạn. Đây cho mọi người xem con âm ly trên này. Yamaha, cái chất lượng. Giá gọi là rẻ như cho. Rẻ như cho luôn. Đấy, 6,5 cm. Nhưng mà cân nặng thì hơi bị nặng luôn. Mấy anh em chơi chắc là biết nè. Nó cũng phải tầm 12 cân đúng không? DSP AX763. Đấy, anh em cứ tra theo cái đấy là ra. Con này giá phải chăng này. Integra này. Onkyo đúng không? Hơn man tí xíu. Con này siêu rẻ rồi. Anh em nào yêu cái loại này không? Onkyo này không? 8,8 cm thôi. Rẻ thế. Đây. Con này như cho luôn này. Nghe được FM này. Đấy. Các thứ. Các chế độ chỉnh tông rồi là. Đây là âm ly nghe nhạc nha anh em nha. 4,4 cm. Chất lượng. Đời của nó đây. DSP-AX459. Con này mới rẻ này. Máy tế kia là 601. Cái này tôi cũng chả biết nó là cái gì luôn. Nhưng cũng là cái
cục trầm à, không à. Đấy, biết anh em nào thích không. Tôi nhà tôi rất là gần cái chỗ này, tôi đi xe ra thì tầm khoảng 15 phút. Đấy, tôi nhấc về cho anh em rất là nhanh. Ok, anh em nào thích con nào thì cứ để lại bình luận nha, để lại bình luận là ghi giá con này này và đời của nó ra. Đấy, và chụp ảnh gửi vào Facebook cho tôi hoặc là vào Zalo cho tôi là tôi biết là tôi sẽ lấy về cho anh em. Đấy, nhưng mà anh em phải gửi tiền cho tôi trước nhá. Đấy, tôi cứ phải chắc ăn tôi mới dám mua cho anh em. Không lúc tôi mua về rồi tôi để nhà tôi nghe nhà tôi có rồi, đúng không ạ? Đâu rồi, xin chào anh em, cho anh em nhìn một lần nữa. Đấy, chất lượng không, cực kỳ chất lượng. Đây này, đã kiểm tra điện này. Đấy, điện vào ok và âm, có âm ra ok, đúng không? Đấy, nó đã check hết rồi, không phải hàng hỏng nữa. Đây, điện được này, có âm ra này. Bên này họ check, họ chỉ check thế thôi. Họ check điện mà có âm ra hay không thôi. Đấy, còn các cái nút này thì đương nhiên là gọi là cực chuẩn rồi, khỏi phải nói. Đấy, bác nào thích con âm ly nào bảo tôi. Mỗi con âm ly này nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 12 cân mọi người nhá, 10 đến 12 cân. Đời của nó thì mọi người có thể nhìn được, đúng không? Ví dụ như con này. Con này. Con này nó là Integra đúng không? TX TS 898 đúng không? TX 80 50. Cực kỳ chất lượng. Giá rất là vừa tầm. Đấy, con này không có một cái gì hết nha. Con này check rồi nhưng mà nó chỉ có một cái cục này thôi. Khi mua sẽ không có dây đâu mọi người nhé. Không có dây đi kèm đâu. Đen lần nhá, còn đen lần. Giá đâu? Giá thì đây rồi. Đấy, còn đen lần này. Con này là con AVR 1800, đúng không? Sở sướng phê thôi rồi. Toàn con chất lượng. Đấy, mọi người có thể tự xem thích con nào. Bóng loáng luôn. Mình nhận mua và gửi về cho các bạn nha. Ở Việt Nam, đúng không ạ? Chung là mấy con này đều chạy được hết. Đều là ok hết, họ check hết rồi mà. Đây. Đồ con này giá mới của nó là tầm khoảng 12 man, đấy anh em, tầm khoảng 26 triệu. Bây giờ còn có 3/3 này. Đấy. 3/3 là bên Nhật. Check cực đẹp luôn. Con này không biết là ở Việt Nam thế nào, mấy anh em thợ có thích không? Đều là âm ly hết. Hàng dưới này cũng vậy. Giá rất phải chăng. Cực kỳ luôn. Anh em nào thích thì comment lại, tôi quất cho anh em, tôi mua tôi gửi về Việt Nam cho, dùng nó sướng lắm. Con này thì hỏng này, con này âm không ra này. Đấy, cái này mấy anh em thợ chắc là chọc phát là được, sửa nhẹ phát được đúng không? Đây là cái chỗ để thử đây. Đấy, chỗ này để thử này. Nối dây, nối điện và thử. Có cả nhạc sống, nhạc chết ở đây luôn. Đây, thêm mấy quả loa ở đây nữa. Đây cũng có loa nha mọi người nhé. Dãy bên kia vừa nãy là cũng có loa. Đây cũng có loa, nhưng đây kiểu loa nhỏ đây. Kiểu loa chơi chơi thì tính. Đấy. Đây có hai con loa to, một con loa to to phết đây, giá siêu rẻ luôn. Rất rẻ. Đây có hai cái bát, quá rẻ đúng không ạ? Check âm ok rồi. Đấy, nhẹ lắm. Gọi là nhẹ thôi, con này chắc phải 6-7 cân. 6-7 cân. Còn đống này. Đây có hai con Boss
Con này âm vẫn ra bình thường nhá, âm vẫn ra bình thường. Mấy anh em thợ mua về gọi là chỉnh lại cho nó chất thôi, đúng không? Đây nó check âm vẫn ra này, nó ghi như vậy, đúng không? Check âm thì đơn giản rồi, mấy anh em thợ biết ngay mà. Xẹt 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 là ok đúng không? Cầm quả pin đi đúng không? Mấy anh em thợ thì mình không phải nói, mình thua xa các anh em. Đấy, đây. Con này chất lượng Kenwood. Âm ly KA990D Kenwood. Cực kỳ chất lượng. Đây còn hai con loa ở đây. Yamaha nhé. Có hơn 5 cm, hơn 4 cm. Bộ nhạc sống đây. Còn chỗ này là những cái dây AV, dây điện các kiểu. Nhiều lắm anh em ạ. Đấy, người Nhật người ta đến mua này. Chỗ này, chỗ này. Thì nhiều luôn. Đàn, đàn nhá, đàn các kiểu luôn. Đây, về đàn sáo này thì mình không biết. Đàn sáo này thì mình không biết. TV à. Đây hình như có mấy quả âm ly chất lượng. À đây kiểu máy chiếu. Máy chiếu nhá mọi người nhá. Máy chiếu. Rẻ thật đấy, 7 triệu, hơn 7 triệu máy chiếu Panasonic. Đây con âm ly Peeler này. Peeler rẻ lắm. Đấy. Biết có anh em nào thích không? Tôi nhà tôi rất là gần cái chỗ này. Tôi đi xe ra thì tầm khoảng 15 phút. Đấy, tôi nhấc về cho anh em rất là nhanh. Ok. Anh em nào thích con nào thì cứ để lại bình luận nha. Để lại bình luận là ghi giá con này này và đời của nó ra. Đấy, và chụp ảnh gửi vào Facebook cho tôi hoặc là vào Zalo cho tôi. Là tôi biết là tôi sẽ lấy về cho anh em. Đấy, nhưng mà anh em phải gửi tiền cho tôi trước nhá. Đấy, tôi cứ phải chắc ăn tôi mới dám mua cho anh em. Không lúc tôi mua về rồi tôi để nhà tôi nghe, nhà tôi có rồi, đúng không ạ? Đâu rồi, xin chào anh em, cho anh em nhìn một lần nữa. Đấy, chất lượng không? Cực kỳ chất lượng.